Với khán giả NTV, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu cùng quý khán giả về một triển lãm lớn nhất về truyền thông điện tử vừa được tổ chức tại Las Vegas, Hoa Kỳ. Kế hoạch tổ chức chương trình Nối vòng tay biển năm 2014. Vâng, tiếp đó là giới thiệu 15 tập ký sự Điện Biên do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên sản xuất chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên, thông tin về chương trình Về ăn cơm trên sóng phát thanh và phim hay bắt đầu chiếu trên sóng. Thưa quý vị và các bạn, tham gia cùng đoàn công tác cùng với Đài Truyền hình Việt Nam, lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An vừa tham gia triển lãm NAB, một triển lãm truyền thông điện tử lớn nhất thế giới. Đây là một sự kiện thường niên được tổ chức vào tháng 4 tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas ở thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada, Hoa Kỳ. Las Vegas là thành phố đặc biệt không chỉ ở Mỹ mà đặc biệt đối với cả thế giới bởi nó được xây dựng từ con số 0 hoàn toàn trên sa mạc và đã trở thành trung tâm giải trí nổi tiếng thế giới. NAB là triển lãm lớn nhất thế giới về thiết bị, phần mềm và giải pháp trong các lĩnh vực phát thanh truyền hình, truyền thông, viễn thông, công nghệ thông tin, quảng cáo, báo chí, xuất bản, dịch vụ giá trị gia tăng. Triển lãm là sự kiện được mong đợi nhất trong năm của ngành truyền thông kỹ thuật số, bao gồm các lĩnh vực sản xuất phim giải trí cũng như phát triển quản lý và cung cấp nội dung trên tất cả các phương tiện truyền thông. NAB 2014 đã có sự tham gia của 1.500 công ty trưng bày và hơn 90.000 khách tham dự đến từ 150 quốc gia trên toàn thế giới. Tham dự NAB 2014 là một cơ hội tốt để các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với những sản phẩm và công nghệ tiên tiến, cũng như gặp gỡ các đối tác cung cấp tiềm năng của Hoa Kỳ trong lĩnh vực phát thanh truyền hình, truyền thông, viễn thông và công nghệ thông tin. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên, còn ít ngày nữa, những người làm báo trên quê hương Bác kính yêu lại được đón bạn bè về với Cửa Lò tham gia chương trình Nối vòng tay biển lần thứ 10 năm 2014. Năm nay, chương trình này có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thị xã Cửa Lò, 89 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp tuyên truyền về du lịch Cửa Lò 2014. Chương trình Nối vòng tay biển được tổ chức nhằm tuyên truyền quảng bá tiềm năng du lịch Cửa Lò nói riêng và du lịch Nghệ An nói chung, giới thiệu nét đẹp văn hóa của các địa phương, đơn vị tham gia giao lưu. Đặc biệt là giới thiệu bản sắc văn hóa, con người, cảnh đẹp thiên nhiên của thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tới đông đảo du khách trong và ngoài nước. Từ hoạt động đầy ý nghĩa này tiếp tục thắt chặt mối quan hệ đoàn kết hợp tác giữa các đài phát thanh truyền hình địa phương, Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Truyền hình Quốc gia Lào trong tiến trình hội nhập và phát triển. Nét mới của chương trình năm nay là do Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì với các hoạt động chính gồm gặp mặt báo chí giới thiệu về du lịch Cửa Lò 2014 với các đơn vị tham gia giao lưu. Các đài truyền hình, đài phát thanh truyền hình tham gia xây dựng các phóng sự, tin, bài phản ánh về nét mới, sức hấp dẫn của du lịch Cửa Lò năm 2014, phát sóng tại địa phương, đơn vị mình và tham gia giải báo chí về du lịch Cửa Lò do Hội Nhà báo Nghệ An phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò tổ chức. Các đoàn tham gia còn tham quan trang trại bò sữa và chế biến sữa theo công nghệ cao của tập đoàn TH, tham quan đảo ngư và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, tham gia ghi hình sản xuất video clip các bài hát của các đài tại khu du lịch biển Cửa Lò. Bên lề còn có hội thảo nghiệp vụ báo chí về phối hợp sản xuất, trao đổi các chương trình giữa các đài. Dự kiến tham gia chương trình Nối vòng tay biển năm nay sẽ có 19 đơn vị là Đài Truyền hình Quốc gia Lào, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng 12 đài phát thanh truyền hình tỉnh, thành phố và 4 đơn vị khác là kênh truyền hình VOV, OHTV, Sony và tập đoàn TH. Chương trình Nối vòng tay biển năm nay diễn ra từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Đặc biệt, chương trình giao lưu nghệ thuật Nối vòng tay biển tổ chức vào tối 2 tháng 5 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng NTV và được tất cả các đài phát thanh truyền hình tham gia tiếp sóng. Thưa quý vị và các bạn, 9 năm là một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
tròn 60 năm trước, dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, của Bác Hồ đã làm nên một chiến thắng vang dội khắp Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã dành gần nửa năm trời để xây dựng 15 tập ký sự Điện Biên. Những thước phim như một lời lý giải tại sao vùng đất hẻo lánh của một đất nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể làm nên một chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chỉ đến vùng đất nơi biên cương miền núi Tây Bắc này, cảm nhận sự anh dũng, kiên cường, gan không núng, chí không mòn để hình dung được không khí sôi sục của 56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt, chiến đấu gian khổ của thế hệ cha ông qua những di tích lịch sử Điện Biên Phủ. 15 tập ký sự Điện Biên được xem như một sự tri ân đối với sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ đã thắm máu đào cho độc lập của dân tộc. Chặng đường từ Nghệ An lên Điện Biên có nhiều lối đi và cách đi. Có thể đi theo quốc lộ 1A, đường sắt hoặc đường hàng không ra Hà Nội. Từ đây lại có thể lựa chọn các phương tiện ô tô, máy bay hoặc những người thích khám phá, thích mạo hiểm, có thể đi xe máy để lên với Điện Biên. Đoàn làm phim chúng tôi lựa chọn phương tiện ô tô và đi theo con đường Hồ Chí Minh đến đường số 6, leo đèo Pha Đin để lên Điện Biên. Chặng đường này 60 năm về trước là một hướng trong những huyết mạch giao thông quan trọng để bộ đội, dân công hỏa tuyến hành quân lên Điện Biên. Chúng tôi đi trên con đường lịch sử để đến với miền đất lịch sử. Theo lộ trình đi, 15 tập phim ký sự Điện Biên do Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên phối hợp thực hiện sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về những địa danh, những con người đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ 60 năm về trước. Ký sự Điện Biên còn giúp chúng ta được khám phá nét đẹp văn hóa và cuộc sống của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống ở miền đất này. Điện Biên, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, những cái tên đã đi vào sử sách. Theo dịch nghĩa thông thường, thì điện nghĩa là vững chãi, biên là biên cương hay biên ải. Vậy thì Điện Biên có nghĩa là biên ải vững chãi. Tên gọi Điện Biên do vua Thiệu Trị đặt năm 1841 từ Châu Ninh Biên. Còn Mường Thanh là Mường Trời, miền đất theo truyền thuyết của đồng bào dân tộc Thái, được coi là nơi phát nguyên của loài người, nơi lưu giữ sử thi Lạn Trượng và cũng là nơi làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ nằm trong thung lũng Mường Thanh, mà Mường Thanh đọc theo âm của người Thái là Mướng Thang, mà Mướng Thang nguyên là Mướng Then, có nghĩa là Mường Trời, gắn với truyền thuyết của đồng bào dân tộc Thái. Theo truyện kể bản Mường, đất Mường Thanh như một nơi gốc gác phát nguyên nguồn gốc loài người. Truyện kể rằng tẩu pung là một loại quả bầu to có dây leo. Từ quả bầu đó, các giống người chui ra. Và từ ngày xưa, hồ Uva ở sát ngay Pán Nậm, nơi nậm rốm và nậm núa gặp nhau, có dây khao cát, tức là dây sắn rừng, dùng làm đường lên xuống giữa cõi trời và cõi người. Đến Mường Thanh, Điện Biên Phủ, cái hay là được đi tham quan các di tích cũng như danh thắng trên miền đất Điện Biên lịch sử này. Để hiểu hơn về những trận đánh, những địa danh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, ký sự sẽ đưa quý vị và các bạn thăm bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ. Đến xem phần chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ của quân và dân ta, đoàn học sinh Pháp không khỏi bất ngờ khi được biết công tác hậu cần của bộ đội Việt Minh lại chỉ là những phương tiện hết sức thô sơ như gánh bằng vai, dùng xe cút kít, xe đạp thô vượt suối, trèo đèo, đi hàng trăm km để vận chuyển hàng vạn tấn lương thực và vũ khí vào chiến trường. Đặc biệt, việc hành quân của bộ đội Việt Minh chỉ bằng đôi chân vạn dặm và kéo pháo vào trận địa bằng những dụng cụ hết sức thô sơ.
bao chiến gian lao lập nên thành tích đi vào xứ xa. Thì chúng tôi cũng được đến Việt Nam để trải nghiệm và biết thêm một cái vùng đất khác, có văn hóa khác chúng tôi. Và chúng tôi cũng được biết về cái địa danh lịch sử cũng như là con người ở đây. Thì nó có một nền văn hóa khác của chúng tôi, thì chúng tôi cũng muốn được phát hiện và được trải nghiệm thêm. C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe aussi ailleurs et qu'on n'est pas... Trước khi sang đây thì các thầy cũng đã nói về các trận đánh, mà tại sao, lý do nào mà ông Nava chịu trách nhiệm về gì, là người đưa ra quyết định để chọn Điện Biên Phủ. Còn ông Cô Nhi thì là một tướng mà đáng lẽ phải chỉ đạo, nắm rõ tình hình để chỉ đạo cho Decas, thì ông lại không chỉ đạo được Decas mà ông không biết được những cái ấy ở đây. Thế thì cả ba ông ấy, mỗi ông ấy có đều có cái lỗi trong cái thất bại của Pháp ở đây. Trở về với những ký ức lịch sử 60 năm trước của vùng đất lịch sử, chứng kiến những đổi thay của vùng đất anh hùng này, tất cả sẽ có trong ký sự Điện Biên. 15 tập ký sự được lên sóng truyền hình Nghệ An NTV từ ngày 25 tháng 4 năm 2014, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2014. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thuộc thể loại phim tình cảm, Mắt Bướm là bộ phim Việt mang màu sắc huyền bí do hãng phim TFS đầu tư sản xuất. 30 tập của bộ phim Việt Nam Mắt Bướm sẽ được phát sóng 13 giờ 5 phút hàng ngày trên kênh NTV bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 2014. Trời ơi! Một câu chuyện mang hơi hướng tâm linh với những đan cài thưởng ảo của đạo diễn Phạm Ngọc Châu. Trí, một vận động viên bơi lội bị hành hung bởi một nhóm côn đồ, phải từ giã đường đua xanh trong nỗi buồn vô hạn. Nhưng trong anh lại xuất hiện một khả năng nhìn thấy tai ương do được bướm trắng báo trước. Một đội ẩn khúc kéo dài hơn 40 năm, một sự kết hợp giữa tiền kiếp và hậu kiếp. Những tai nạn được báo trước mà không thể cứu giúp. Có rất nhiều chuyện xảy ra quanh mình, làm cho anh biết quý cuộc sống này hơn. Điều này khiến anh muốn biết ngược lại, kiếp trước anh là ai. Đây là Ngọc Hoa hay là Ngọc Lan, người yêu của cậu? Mắt Bướm mang đến cho người xem một thông điệp: hãy trân trọng những gì ta đang có, sống xứng đáng với sự tin tưởng của những người yêu thương. Lòng thù hận cũng chẳng làm cuộc sống dễ dàng hơn. Phải chi con là dòng máu của ba. Hoa chết do biến chứng sau phá thai. Tôi đã nghe hết sự thật. Chương trình với khán giả NTV hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Mong nhận được ý kiến của khán giả dành cho chương trình. Xin hãy gửi về chương trình với khán giả NTV phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua địa chỉ email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyền hình nghệan.vn. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.